Ba món ăn là máy quét cặn bã trong dạ dày cực tốt, hãy lưu lại và ăn thường xuyên. 1. Thức ăn ấm. Nên ăn thức ăn có nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C sẽ giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng được tốt hơn. Thức ăn quá lạnh hay quá nóng đều làm cho dạ dày co bóp mạnh và ảnh hưởng xấu đến dạ dày. 2. Thức ăn nhạt. Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã cho thấy những người thường xuyên ăn mặn có tỷ lệ ung thư dạ dày cao gấp 2 lần so với người khác vì muối sẽ tương tác với vi khuẩn HB, mà vi khuẩn này là nguyên nhân của 80-90% trường hợp viêm loét dạ dày và tá tràng. 3. Rau củ quả và trái cây. Điều này chắc chắn là ai cũng biết đúng chưa nào? Trong rau củ quả có rất là nhiều chất xơ giúp cho việc tiêu hóa dễ hơn, và chất xơ này sẽ góp phần giống như là một cây chổi quét sạch đi những cái cặn bã và chất bẩn ở trong thành đường ruột và dạ dày của chúng ta. Ba món ăn này thì rất là dễ tìm và dễ áp dụng đúng chưa? Mọi người hãy tăng cường ăn thường xuyên, đặc biệt là những người bị đau dạ dày, bị trào ngược này, tạo thói quen ăn ba món ăn này một cách liên tục, chắc chắn là bệnh của mọi người sẽ đỡ đi rất nhiều đấy.